bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính đáng chú ý. Ngày 22 tháng 8, bà Kamala Harris đã chấp nhận đề cử của Đảng Dân Chủ tại Đại hội Toàn quốc của Đảng này để ra tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Bà tham gia cuộc đua Tổng thống chỉ hơn một tháng sau khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố dừng tranh cử vào ngày 21 tháng 7. Newsweek đưa tin, trong vài tuần qua, phần lớn các cuộc thăm dò toàn quốc cho thấy cuộc đua cực kỳ căng thẳng giữa bà Harris và ông Trump, ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên, hầu hết các cuộc thăm dò đều cho thấy bà Harris đang dẫn đầu, mặc dù cả hai đều bế tắc ở các bang chiến trường, bang thường mang tính quyết định cho chiến thắng cuối cùng trong bầu cử Tổng thống Mỹ. Ngày 23 tháng 8, Đại học Fairleigh Dickinson, gọi tắt là FGU, và Brand Research công bố kết quả thăm dò mới với 801 cử tri được thực hiện từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 8, cho thấy 50% cử tri được hỏi ủng hộ nhiệm kỳ tổng thống của bà Harris, trong khi 43% ủng hộ ông Trump. Cuộc thăm dò có sai số cộng trừ 3,5%. Chia theo đảng phái, 95% đảng viên của Đảng Dân Chủ được khảo sát, 38% đảng viên độc lập và 2% đảng viên Đảng Cộng Hòa ủng hộ bà Harris, 33% cử tri độc lập, 95% đảng viên Cộng Hòa và 3% đảng viên Dân Chủ ủng hộ ông Trump. Cuộc thăm dò được tiến hành trong khi ứng cử viên Tổng thống độc lập Robert Kennedy vẫn còn trong cuộc đua. Tuy nhiên, ông Kennedy chính thức bỏ cuộc vào ngày 23 tháng 8 và tán thành ông Donald Trump. Các cuộc thăm dò toàn quốc cho thấy ông Kennedy Jr. nhận được khoảng 5% số phiếu bầu, con số có thể ảnh hưởng đến kết quả của cuộc bầu cử do khoảng cách giữa ông Trump và bà Harris rất nhỏ. Kể từ khi tuyên bố ra tranh cử vào tháng trước, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã huy động được 540 triệu đô la Mỹ từ các nhà tài trợ. Riêng trong 4 ngày diễn ra Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ ở thành phố Chicago, các nhà tài trợ đã đóng góp 82 triệu đô la Mỹ cho chiến dịch của bà Harris. Một nửa trong số đó là trong và sau khi bà Harris có bài phát biểu nhận đề cử của Đảng vào ngày 22 tháng 8. Không chỉ huy động được nguồn tài trợ đáng kể, chiến dịch của bà Harris cũng có sự tham gia của gần 200.000 tình nguyện viên giúp vận động cử tri bỏ phiếu cho Phó Tổng thống Harris. Cuộc chạy đua vào Nhà Trắng hiện nay là cuộc đua song mã giữa Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump. Một người là phụ nữ da màu đầu tiên được chọn làm ứng viên tổng thống của một chính đảng ở Mỹ. Một người là ứng cử viên tổng thống nhiều tuổi nhất trong lịch sử Mỹ. Trước ngày tổng tuyển cử vào ngày 5 tháng 11, hai ứng cử viên sẽ có hai cuộc tranh luận trực tiếp và cuộc đầu tiên sẽ được tổ chức vào ngày 10 tháng 9. Kể từ khi thay thế Tổng thống Biden, đại diện Đảng Dân Chủ ra tranh cử, Phó Tổng thống Harris đã nhanh chóng bắt kịp và thậm chí trội hơn đối thủ Donald Trump trong các cuộc khảo sát trên cả nước và ở các bang chiến trường. Tuy nhiên, bầu cử Mỹ luôn tiềm ẩn các yếu tố khó đoán định và bất ngờ, hiện còn quá sớm để đưa ra bất kỳ kết luận nào về cuộc bầu cử diễn ra vào đầu tháng 11 tới đây. Theo tờ Hill, trong ngày 23 tháng 8, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Robert Francis Kennedy Jr. đã cùng xuất hiện tại một sự kiện vận động ở bang Arizona. Tại đây, ông Donald Trump đã gửi lời cảm ơn tới ông Kennedy vì quyết định dừng chiến dịch tranh cử và chuyển sang ủng hộ mình. Ông Trump cho biết, tôi vô cùng vinh hạnh khi được chào đón một người đàn ông tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng Bobby, biệt danh của ông Kennedy, sẽ tạo ra ảnh hưởng lớn trong cuộc tranh cử sắp tới. Trong 16 tháng qua, ông ấy đã có một chiến dịch tranh cử tuyệt vời. Tôi hiểu rõ điều đó. Tôi tin rằng cha và chú của Bobby sẽ tự hào vì quyết định của ông ấy. Sau lời cảm ơn của ông Donald Trump, ông Kennedy đã bước lên sân khấu và bắt tay cựu Tổng thống Mỹ. Ông Trump cũng cam kết sẽ thành lập một ủy ban phụ trách thông tin về các âm mưu ám sát nếu chiến thắng vào tháng 11. Ông Trump nói thêm, Bobby đã mất đi người cha và người chú vì những vụ ám sát. Họ là những người đã phụng sự nước Mỹ. Bản thân Bobby cũng từng bị đe dọa nhiều lần trong chiến dịch tranh cử. Cũng tại buổi vận động, ông Kennedy đã có một bài phát biểu ngắn khẳng định rằng cựu Tổng thống Donald Trump sẽ làm nước Mỹ khỏe mạnh trở lại. Trước đó, ông Kennedy tiết lộ rằng ông ủng hộ ứng viên Đảng Cộng Hòa do không hài lòng với chính sách của Tổng thống Joe Biden và Đảng Dân Chủ về cuộc xung đột Ukraine và vấn đề y tế. Ông Robert Francis Kennedy Jr. là con trai của cố thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Robert Francis Kennedy và là cháu trai của cố Tổng thống John Francis Kennedy. Việc một nhân vật xuất thân từ gia đình nổi tiếng trong Đảng Dân Chủ lại ủng hộ ứng viên Đảng Cộng Hòa đã khiến ông Kennedy phải chịu nhiều áp lực từ người thân. Ông Kennedy chia sẻ, quyết định đó khiến tôi đau khổ vì những khó khăn mà nó gây ra cho vợ, con và những người bạn của tôi. Tuy nhiên, tôi chắc chắn đó là điều mình phải làm. Sự chắc chắn đó đã đem lại cho tôi sự bình yên nội tâm, ngay cả trong những cơn bão. Ứng viên độc lập Robert Francis Kennedy Jr. được cho là có thể hút phiếu bầu cử từ Đảng Cộng Hòa lẫn Dân Chủ đã quyết định tạm dừng chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ và ủng hộ ông Donald Trump. Hãng tin BBC và The Guardian đưa tin,
Ông Robert Francis Kennedy Jr., 70 tuổi, là hậu duệ của gia tộc Kennedy, là đảng viên dân chủ gần như trong suốt cuộc đời. Trong cuộc họp báo diễn ra ở Phoenix, Arizona vào tối ngày 23 tháng 8, ông cho biết sẽ xóa tên mình khỏi phiếu bầu ở 10 bang chiến trường, nhưng vẫn sẽ có tên trên lá phiếu ở các bang khác, vì thế các cử tri vẫn có thể bỏ phiếu cho ông. Ứng viên Tổng thống Mỹ này cho biết ông ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump. Ông Trump, ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa tuyên bố, sự ủng hộ này rất tốt và Robert Francis Kennedy Jr. là một người tuyệt vời. Trong khi đó, ứng viên Tổng thống Đảng Dân chủ Kamala Harris cho biết sẽ giành được sự ủng hộ của những người bỏ phiếu cho ông Kennedy. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang tới gần, các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy mức độ ủng hộ với ứng viên độc lập này đã sụt giảm mạnh từ mức hai con số khi ngân sách và phạm vi phủ sóng toàn quốc của ông cạn kiệt. Là con trai của cố thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Robert Kennedy và là cháu trai của cố tổng thống John Kennedy, ông Robert Kennedy Jr. xuất thân từ gia đình nổi tiếng nhất trong nền chính trị dân chủ. Vì thế, quyết định ủng hộ một ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa của ông đã khiến người thân phẫn nộ. Những người đó đã lên án việc ông nhắc tên gia đình trong một quảng cáo vào hồi tháng 2. Bà Kerry Kennedy nói quyết định ủng hộ ông Trump của anh trai là sự phản bội các giá trị mà cha chúng tôi và gia đình chúng tôi trân trọng nhất. Đây là cái kết buồn cho một câu chuyện buồn. Ông Kennedy nói, quyết định đó khiến tôi đau khổ vì những khó khăn mà nó gây ra cho vợ, con và những người bạn của tôi. Tuy nhiên, tôi chắc chắn đó là điều mình phải làm. Sự chắc chắn đó đã đem lại cho tôi sự bình yên nội tâm, ngay cả trong những cơn bão. Lần đầu tiên, Đảng Dân Chủ của Mỹ đã triển khai cùng một lúc hơn 200 vũ khí bí mật tại Đại hội Toàn quốc. Đó chính là các nhà sáng tạo nội dung có lượng người theo dõi lớn trên các phương tiện truyền thông xã hội. Theo hãng tin BBC, những người sáng tạo nội dung thường được gọi là người có ảnh hưởng, đã được mời tới đưa tin về Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ ở Chicago. Họ được cấp quyền tiếp cận độc quyền với những tên tuổi lớn của Đảng. Với phương pháp mới này, Đảng Dân Chủ hy vọng sẽ tiếp cận được nhiều cử tri trẻ tuổi, những người thường thúc đẩy thông điệp của chiến dịch tranh cử của bà Harris mà không gặp thách thức nào. Hailey Lichtenstein, người có hàng ngàn người theo dõi trên TikTok và Instagram nói, "Chúng tôi biết những con số cho thấy người trẻ tuổi có khả năng quyết định cuộc bầu cử này. Có hơn 40 triệu thành viên thế hệ Z có đủ tư cách để đi bỏ phiếu năm nay và chúng tôi biết họ không cập nhật tin tức qua các nền tảng tin tức truyền thống." Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ DNC đã cung cấp cho những nhà sáng tạo nội dung sự hỗ trợ về hậu cần và không gian làm việc, bao gồm một phòng chờ dành cho người sáng tạo. Nơi này sẽ đóng vai trò trung tâm, nơi họ có thể xây dựng nội dung và kết nối với những người sáng tạo khác. Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ cho hay, các tình nguyện viên tại chỗ có thể hỗ trợ cho các nhà sáng tạo nội dung. Theo ông Anthony Chagosky, giáo sư tại Đại học Wisconsin La Crosse, cuộc bầu cử vào mùa thu năm nay dự kiến sẽ diễn ra vô cùng xích sao và giới trẻ sẽ đóng vai trò quan trọng đối với thành công của Đảng Dân Chủ. Nếu một ứng cử viên có thể thu hút một lượng lớn cử tri trẻ, thì đó có thể là một bước ngoặt thực sự cho một chiến dịch, bởi vì giả định chung của nhiều người trong chúng ta, những người làm việc trong lĩnh vực chính trị, là người trẻ sẽ không xuất hiện với số lượng lớn. Nếu một ứng viên có thể đảo ngược kịch bản đó, thì về cơ bản chất của cuộc bầu cử sẽ thay đổi. Tờ Spectrum News đưa tin, những tuần gần đây, chiến dịch của Phó Tổng thống Kamala Harris đã tận dụng mạng xã hội và meme, bao gồm cả việc thay đổi ảnh tiêu đề trên mạng xã hội X để bắt chước ảnh bìa album Brad của Charlie XCX. Cả bà và ứng cử viên Phó Tổng thống Tim Walz đều tham gia TikTok, thu hút hàng triệu người theo dõi. Tận dụng mạng xã hội và những người sáng tạo nội dung có thể là vũ khí không quá bí mật của Đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, với đường dây kết nối trực tiếp thông qua những nhân vật có ảnh hưởng đó, Đảng Dân Chủ có thể nói về các vấn đề trong tâm trí giới trẻ. Lichtenstein nói, tôi tập trung nhiều về quyền sinh sản và các vấn đề của phụ nữ, sự tham gia của cử tri trẻ, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu. Vì vậy, tôi thực hiện một loạt bài phỏng vấn các nhà hoạch định chính sách trên khắp đất nước, đặc biệt là các ứng cử viên nữ và các ứng viên ủng hộ quyền lựa chọn. Hôm nay tới đại hội, tôi hy vọng sẽ bộc lộ được năng lượng tích cực đang diễn ra trong giới trẻ, rồi sau đó trò chuyện với một số ứng viên, nhà hoạt động đang làm việc trong lĩnh vực phụ nữ, giúp thúc đẩy họ bỏ phiếu. Ngày 22 tháng 8, ứng cử viên tranh cử Tổng thống năm 2024 của Đảng Dân Chủ Kamala Harris đã đón nhận thông tin tích cực từ khối cử tri da màu khi kết quả thăm dò dư luận mới nhất cho thấy các cử tri người Mỹ gốc Phi ủng hộ bà đang cao hơn so với ứng cử viên Donald Trump bên phía Đảng Cộng Hòa. Kết quả thăm dò do Trung tâm Nghiên cứu Pew tiến hành từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 8 cho thấy các cử tri da màu đã đăng ký tham gia bầu cử ủng hộ Phó Tổng thống Harris đã áp đảo tỷ lệ các cử tri da màu ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump và ứng cử viên độc lập Robert Kennedy. Cụ thể, có tới 77% số cử tri da màu được hỏi nói rằng họ sẽ bỏ phiếu hoặc có xu hướng ủng hộ bà Harris.
Trong khi đó, tỷ lệ này dành cho ông Trump và Kennedy lần lượt là 13% và 7%. Dự kiến ứng cử viên Kennedy sẽ sớm chính thức tuyên bố rút khỏi chiến dịch tranh cử. Kết quả cho biết thêm, Đảng Dân Chủ đang ngày càng giành được nhiều sự ủng hộ hơn từ khối cử tri da màu. Đầu tháng 7 vừa qua, tỷ lệ ủng hộ của nhóm cử tri này dành cho Tổng thống Joe Biden là hơn 60%. Ngoài ra, tỷ lệ cử tri da màu có bằng cấp và trẻ tuổi ủng hộ bà Harris cũng tăng mạnh so với thời điểm trước khi bà trở thành ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ với tỷ lệ 84% trong tháng 8 so với mức 74% vào hồi tháng 5. Sáng ngày 21 tháng 8 theo giờ Việt Nam, Phó Tổng thống Harris cũng đã chính thức được phê chuẩn là ứng cử viên của Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 tới đây. Cuộc bỏ phiếu diễn ra tại Trung tâm Thi đấu Thể thao trong nhà United Center trong khuôn khổ Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ. Nữ chính khách 59 tuổi này là phụ nữ da màu đầu tiên được lựa chọn làm ứng cử viên Tổng thống của một chính đảng tại Mỹ. Bà trở thành đại diện của Đảng Dân Chủ sau khi Tổng thống Biden tuyên bố ngừng tranh cử vào ngày 21 tháng 7 vừa qua. Theo RT, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã chấp nhận đề cử của Đảng Dân Chủ hồi tháng 8 sau khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố ông dừng tranh cử. Sau đó, bà Harris đã chọn Thống đốc Minnesota Tim Walz làm người liên danh, ứng viên Phó Tổng thống. Ngày 20 tháng 8, tỷ phú Elon Musk đã mở một cuộc bỏ phiếu nhỏ hơn trên mạng xã hội X. Ông Elon Musk cho biết, vì nhiều người hỏi nên đây là một cuộc thăm dò siêu phi khoa học. Theo kết quả được công bố ngày 21 tháng 8, với 5,8 triệu phiếu bầu, gần 3/4 số người tham gia xác nhận sẽ bỏ phiếu cho ông Donald Trump trong cuộc bầu Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Trong khi đó, chỉ 1/3 bỏ phiếu chọn bà Kamala Harris làm Tổng thống. Đầu tháng này, ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump cho biết, ông sẽ cân nhắc dành cho tỷ phú doanh nhân công nghệ Elon Musk một vị trí trong chính quyền nếu đắc cử. Ông Elon Musk trả lời trên mạng xã hội X rằng, tôi sẵn sàng phục vụ. Tuần trước, ông Elon Musk đã phỏng vấn ông Donald Trump trên Space. Họ đã có cuộc đối thoại mà tỷ phú Elon Musk cho rằng không có kịch bản, không có giới hạn. Cuộc phỏng vấn đã thu hút được 275 triệu lượt xem tính tới giờ. Trong cuộc phỏng vấn, ông Donald Trump gọi bà Kamala Harris là hạng bà, thiếu năng lực. Đáp lại, chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Kamala Harris đã phản ứng gay gắt cuộc phỏng vấn kéo dài 2 giờ của ông Donald Trump, lên án chủ nghĩa cực đoan và chương trình nghị sự nguy hiểm của ứng viên này. Bà Harris cũng chỉ trích những gã giàu có tự ám ảnh, không thể mở một cuộc phát sóng trực tiếp trong năm 2024 do cuộc nói chuyện của ông Donald Trump và Elon Musk bị ảnh hưởng vì các vấn đề kỹ thuật. Theo ông Elon Musk, việc phát trực tiếp cuộc phỏng vấn bị tấn công mạng dẫn tới các sự cố kỹ thuật. Theo bộ số liệu thăm dò trung bình từ tờ The New York Times, tính đến ngày 21 tháng 8, bà Kamala Harris đã dẫn trước ông Donald Trump 2% ở hai tiểu bang dao động, Wisconsin và Michigan. Trong khi đó, ông Donald Trump dẫn trước 4% ở Georgia. Hai ứng cử viên có tỷ lệ ủng hộ ngang bằng nhau ở bang Arizona và Pennsylvania. Phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!